Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay shop đồ con nhập khẩu Bình Định xin giới thiệu với mọi người cái video số 134 bao gồm có tất cả là 12 con máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì có cách xa tương ứng từ xa tầm khoảng 1.500 đến 6.000 ạ. Và giá báo trong video này chưa bao gồm phí ship, và em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000 nha mọi người. Và em xin giới thiệu với mọi người con máy đầu tiên ở đây em có nè. Thì đầu tiên ở đây em có là một con máy có tên là Revisor X1. Tên dòng này dòng là Revisor CX1B đó nha mọi người. Và máy này là full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy như thế này ạ. Máy này thì có bị mất một con tem phía bên tay tay trái ạ. Đây. Ngoại hình thì nhìn chung một vài vị trí cũng có bị bong tróc cái sơn. Tay quay của máy thì cũng còn khá là ok. Có bị bong tróc nhẹ như thế này thôi. Bị oxy hóa nhẹ thôi, một vài vị trí không nhiều lắm đâu ạ. Khuyên nâu dây của máy đây ạ, khá là sáng nha. Gà cướp ok. Mô pin 6 lưỡi gà vẫn còn. Máy này có Rito, lúc nãy Rito là 4.75. Và thông số cướp là cướp số 3 vào được 120m. Thì máy này tầm xa cũng khoảng 2.000. Máy xa 2.000, máy này full kim loại nha. Và hoạt động của máy đây, máy quay khá là nhẹ nha, chốc chặn hoạt động tốt ạ. Máy quay rất là nhẹ vậy em. Đây ạ, ngoại hình của máy thế này, có bị trầy xước nhỏ. Và con máy số 1 này là của Nhật, con máy số 1 có giá 280.000. Máy này nặng là 300g. Tiếp đến là máy số 2. Máy số 2 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng là Daiwa Longcast Bull. Và máy này thuộc dòng là Daiwa Longcast Bull ST600B, tên của máy. Máy này cối và thân là carbon, tay quay là tay quay nhôm nha. Tay quay máy này tay quay nhôm ạ. Và máy này có thể kéo lên đến là sức kéo là 3,6 luôn ạ, 8 bao. Thông số cước thì cước số cước số 3 vào được 65m, cước số 2 vào được 100m. Thì máy này tầm xa cũng khoảng 1.500 ạ. Xa 1.500. Thì về mặt ngoại hình thì có bị bong tróc sơn một vài vị trí như thế này. Đây, bong tróc sơn và gạt cước hai tay quay. Đuôi máy thì có bị bong tróc nhẹ như thế này. Ven đầu dây của máy cũng còn khá là ok nhé. Mô pin 6 lưỡi gà vẫn còn ạ. Gạt cước hoạt động tốt ạ. Tay quay của máy thế này. Và máy quay thì rất là nhẹ, rất là nhẹ nha, rất là nhẹ và êm nè, chốt chặn được hoạt động tốt. Máy này là ok, không vấn đề gì cả. Và con máy này là của Thái Lan xuất Nhật, con máy số 2 có giá là 280.000. Và máy này nặng là 200g. Tiếp đến là máy số 3. Máy số 3 ở đây em có cũng là một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Regen X. Và máy này có thể kéo lên đến là 3,6 kg, cũng là 8 bao. Máy này cối kim loại, thân là carbon, tay quay là nhôm ạ. Và cái nấm tay quay là cán gỗ như thế này. Thì về mặt ngoại hình máy cũng có những vết xước nhỏ như thế này. Máy có những vết xước nhé. Khuyên đôi dây của máy đây ạ, cái là sáng nhé. Gạt cướp ok. Và máy này có cái hệ thống số khóa cối số như thế này nhé. Mobile máy này là mô pin sống ạ, lưỡi gà vẫn còn. Cước số 2 vào được 100m, cước số 3 vào được 65m. Thì máy này tầm xa cũng khoảng 1.500 thôi ạ. Xa 1.500 nha, máy có kim loại, máy này chúng ta câu lua cũng khá là ok. Máy khá là chắc máy ạ. Có trầy xước nhỏ thế này. Và hoạt động của máy đây. Máy này thì khi họ quay nó có bị tiếng xào có nhị thôi. Tiếng xào nghe cũng khá nhị, không to lắm đâu. Chốc chạy hoạt động tốt. Nó đây, tiếng này khá là nhẹ. Và con máy này là của Thái Lan xuất Nhật, con máy số 3 có giá là 250.000. Máy này nặng là 280g. Và tiếp đến là máy số 4. Máy số 4 ở đây em có là con máy có tên là Kensho K3. Tên của máy đây, máy là cũng của hàng của Nhật nha mọi người, một hãng của hàng nội địa Nhật. Và máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải ạ.
Thì các thông số mực in ở trên cối thì nó bị mờ mất cái thông số mực in nha. Thì máy này tầm xa cũng khoảng 2.500 đến 3.000. Ngoại hình máy cũng tương đối không nhỏ lắm đâu ạ. Có bị trầy xước, bong tróc cái phần sơn thôi. Cối bằng kim loại thế này. Cối thì cũng khá là ok, có trầy xước nhỏ thôi. Ngoại hình của máy thế này ạ. Gân đầu dây của máy vẫn còn khá là sáng nha. Gạt cước này, hoạt động tốt. Mô pin sóng. Máy này thì bị mắc lưỡi gà nha mọi người. Ngoại hình của máy như thế này ạ. Cũng tương đối không không nhỏ lắm, cũng không lớn thôi. Tầm xa khoảng 2.500 3.000. Ngoại hình máy như thế này ạ. Và hoạt động của máy đây. Máy quay cũng khá là nhẹ nha. Cái dòng máy này là có tiếng kêu gió của cối chứ không phải là bị xào cối nha mọi người. Máy nào có lỗi thì em bị từ báo cả. Cái dòng này nó vậy như vậy. Và con máy số 3 này, số 4 này có giá là 250.000. Và máy số 4 này nặng là 300 g. Tiếp đến là máy số 5 ạ. Máy số 5 ở đây em có con máy Shimano Navi 1000. Tên của máy này cối kim loại, thân là carbon, tay quay nhôm và cái nấm tay quay là cán gỗ như thế này. Và máy này có thông số cước là cước số 2 vào được 100m, cước số 3 vào được 85m. Thì size thật của máy này tầm size cũng khoảng 1.500. Phim đầu dây của máy đây à. Rất là ok nha, gạt cước hoạt động tốt nha. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Ở đây. Ngoại hình của máy thế này. Và bên trong máy này vẫn còn một cái lượng cước bê khá là nhiều nha. Hoạt động của máy đây. Máy này quay khá nhẹ. Máy quay rất là nhẹ và êm nữa. Chốt chặn hoạt động tốt. Đây. Còn cái tay quay nó bị bong tróc cái sơn thế này nha mọi người. Và con máy số 5 này nặng là 300 g. Và con máy này là của Malaysia xuất nhập, con máy số 5 có giá là 300.000. Tiếp đến là máy số 6. Máy số 6 ở đây em có là con máy của Daiwa Regen S. Máy này kéo lên được 3,6 kg, sức kéo của máy là 3,6 kg. Và thông số cước ở trên cối là cước số 2 vào được 100m, cước số 3 vào được 65m. Thì máy này tầm xa cũng khoảng là dao động vào 1.000 đến 1.500. Và khuyên đầu dây của máy khá là sáng nha. Gạt cước. Ok. Cái gạt cước này nguyên bản của nó là nó màu đen nhưng mà nó bị bong tróc nha mọi người. Bong tróc cái màu sơn bên ngoài này. Cối carbon thân. Carbon ạ. Tay quay nhôm nha. Dòng của máy thế này. Máy thì về mặt ngoại hình thì cũng nhìn cũng còn khá là sáng, máy trầy xước rất là nhỏ thôi. Cũng có trầy xước cũng khá là nhỏ. Ở đây. Và máy này mô pin sóng ạ. Mô pin sóng lưỡi gà thì vẫn còn nhưng mà tiếng lưỡi gà kia kêu hơi nhỏ. Vẫn còn lưỡi gà. Và hoạt động của máy này. Máy quay khá nhẹ nha, rất là nhẹ. Chốt chặn hoạt động tốt. Nhưng mà máy này khi bật chốt chặn là tiếng kêu nó không được êm tai lắm nha mọi người. Tiếng kêu re re nó không được êm lắm. Nhưng mà chức năng hoạt động của máy cũng khá là ok, không vấn đề gì cả. Và con máy này là của Thái Lan xuất nhập. Và máy số 6 này có giá là 300.000. Và máy số 6 này nặng là 230 g. Tiếp đến là máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con máy của Olympic. Dòng Olympic New Spark 120. Tên là máy. Máy này có carbon thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải. Khuyên đầu dây của máy này khá là sáng nha, gạt cước ok. Và mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này tầm xa cũng khoảng 4.000 ạ. Ngoại hình máy này cũng khá là ok, trầy xước nhỏ thôi, tay quay khá là sáng này. Từ máy trầy xước nhỏ thôi. Nhưng mà máy này hoạt động máy này các bạn răng của máy, cái phần răng của máy các bạn bị mòn nha mọi người. Mình quay nên cái cối nó hơi kêu lọc cọc thế này. Máy này em sẽ bán rẻ cho mọi người, người ta về người ta câu giải trí. Chốt chạy hoạt động tốt. Máy này ngoại hình thì khá là sáng. Không có mọi nào. Và con máy số 7 này có giá là 150.000. Máy này nặng là
320 g. Mọi chức năng khác ngon, kéo câu cá thì khá là ok, không có nổi nào. Đó là máy số 7. Tiếp đó là máy số 8. Máy số 8 bên em có là của máy Daiwa Spotlight 1000, tên của máy nè. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này thì ngoại hình có bị bong tróc rồi, phần sơn ở dưới máy bị bong tróc. Máy này có ISO là 4.9 á, nhưng mà trên cối khá là sáng, đặc biệt cối rất là sáng. Có bị trầy xước như thế này nhưng mà cối rất là sáng. Và thông số cước ở trên cối cước số, đây chế độ này chế độ cước tiết kiệm, nó không thể hiện được size của máy ạ. Đây chế độ mát là cước số 5 vào được 190 m, cước số 6 vào được 150 m, thì máy này tầm size khoảng 5000. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn, máy này lưỡi gà kêu khá là to nè. Khuyên đầu dây của máy rất là sáng nè. Dạ, cước ok nha. Máy này ngoại hình thì không được sáng bằng dưới lắm. Và máy này có một bao nhiêu thêm, có một nhược điểm là cái tay quay mà nhìn mọi người vị trí cái nắm này nó hơi bị trích, nhưng mà nắm tay giữ tay quay thì không đánh nổi đâu. Máy quay khá nhẹ nha, máy quay rất là nhẹ và êm. Mỗi tội ngoại hình ở dưới phần thân có bị bong tróc, và với cái phần nắm tay quay này nó bị tiết một tí. Nếu ta vào dùng thường xuyên, quay thường xuyên thì nó sẽ mềm ra thôi, chốt chặn hoạt động tốt, máy quay rất là êm. Và con máy số 8 này có giá là 350.000. Máy này cũng của Nhật. Máy số 8 này nặng là 470 g. Tiếp đến là máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Olympic New Spark 200, tên của máy này. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Và mặt ngoại hình thì máy cũng có bị bong tróc sơn. Đây bong tróc sơn như thế này. Đây. Các bạn rất là nhìn trong ngày máy cũng không đến nỗi tệ, vẫn còn khá là sáng, tay quay rất là sáng nhé. Khuyên đầu dây của máy là loại xứ hồng thế này, gạt cước ok này. Máy này gạt cước kêu khá là nằm là chắc. Mô biên sóng lưỡi gà vẫn còn, thì máy này độ lớn máy này thì tầm xa cũng khoảng là 5.000 đến 5.500 đến 6.000 nha. Máy này cối cũng khá lớn, và dòng Olympic là cái dòng quay rất là mượt. Máy này quay rất là mượt nha, chạy hoạt động tốt, tính từ nghe khá là êm tai nha. Máy quay rất là mượt và êm nè. Và con máy số 9 này là của Nhật, con máy số 9 có giá là 420.000. Máy này nặng 480 g. Tiếp đó là máy số 10. Máy số 10 ở đây em có con máy của Suyomi, con này là một cái thương hiệu của Hàn Quốc nha mọi người. Máy này là máy của Hàn Quốc xuất Nhật. Con cước, thông số cước là cước số 6 vào 180 m, thì máy này tầm xa cũng khoảng là 6.000. Cá ISO là 4.6. Máy này thì có bị mắc một cái tem phía bên tay trái như này. Khuyên lơ dây của máy khá là sáng. Ở trên nắp cái phần mà cái tem mạc dán ở chỗ vị trí nắp này nó bị mất nha. Cước ok. Mô bên 6, lưỡi gà vẫn còn. Và máy này tầm 6.000. Cối carbon, máy này có carbon thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Ngoại hình của máy này ạ. Máy size 6.000 nhưng mà cái form máy này khá là lớn. Và hoạt động của máy, máy quay thì máy này quay cảm giác không được nhẹ như các máy khác một tí thôi. Nhưng mà nó quay ra tua cũng khá là lớn. Những cái đặc điểm của máy em đều báo cả rồi, mọi người xem kỹ video giùm mình biết em nhé. Và con máy số 10 này có giá là 250.000. Máy này của máy Hàn Quốc xuất Nhật. Tiếp đó mà máy số 10 này nặng là 500 g. Tiếp đến là máy số 11. Máy 11 ở đây em có làm con máy của Olympic LX2000, tên của máy này. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Thì con máy này và mặt ngoại hình thì cũng có bị trầy xước một vài vị trí như này, ở đây. Cối thì nó không có bị xước cối gì nhiều, nhưng mà bao nhiêu dòng cối nó bị bong tróc, cái lớp xi bóng bên ngoài nó nhìn là cối nó bị xuống màu một tí nha mọi người. Và cước số 5 vào được 220 m thì tầm xa còn khoảng là 6.000. Máy này size 6.000. Một bên sóng lưỡi gà vẫn còn ạ. Gà cước ok nha. Khuyên đầu dây của máy thì khá là sáng này. Máy này quay khá nhẹ nha mọi người. Máy quay khá nhẹ.
chốt chặn thật khá là ok. Và con máy số 11 này là của Nhật, con máy 11 có giá là 350.000. Và máy 11 này nặng là 500g. Tiếp đến là máy số 12. Máy 12 ở đây em có là con máy Olympic Lego 300VO. Tên của máy này, máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Thì máy này ngoại hình cũng không được đẹp, bởi vì cái tay quay này nó bị oxy hóa, nó bị bong tróc cái phần tay quay thế này. Cối thì có bị trầy xước. Lớp tem mặt xung quanh thì nó có bị trầy xước. Máy này ngoại hình không được đẹp nhá, máy này ngoại hình xấu. Cước số 6 vào được 220m, cước số 8 vào được 120m thì máy nó tầm size khoảng 7.000. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Phiên đầu dây của máy này khá là sáng nha. Rồi gạt cước ha. Ok. Và hoạt động của máy đây. Máy này thì quay nhẹ nhưng mà bị xào cối nhẹ nha mọi người. Bị xào cối. Đây là nhược điểm của máy này. Chốt chạy hoạt động tốt. Và con máy số 12 này có giá là 300.000. Máy này nặng là 550g. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 12 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chúc hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người ạ.